vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Quý vị thân mến, đó chính là những ngôi sao của chúng tôi ngày hôm nay. Họ rất là tuyệt vời, nhưng tình yêu tuyệt vời này dành cho tất cả quý vị khán giả. Đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc 19:15 ngày thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Và một lần nữa, sân khấu này thuộc về những ngôi sao. Và những ngôi sao sẽ mang lại những điều hấp dẫn như thế nào, hãy cùng nhau gặp gỡ với họ nha. Đầu tiên vỗ tay cho đội bên phải nào. Em Hồng Hồng, anh muốn bắt tay Hiếu Nghĩa. Chào em. Dạ, xin chào anh Tùng. Anh không muốn bắt tay em, nhưng anh muốn ôm em. À, thế này, thế này, thế này. Oh my god. Anh đừng đứng ở tim em hồi hộp. Anh muốn hỏi chuyện với lại Vũ. Dạ. Anh quá đáng là dễ thương nào. Sao Trượt ơi, cảm giác của em thế nào khi đến với chương trình? Cảm giác của em rất là vui và hãnh diện khi ngày hôm nay mình nói theo kiểu nam vương showbiz Việt. Yes, of course, em đang được. Ok, bây giờ qua nào, qua nào. Em đang được đó, em đang được đó. Yeah, ngày hôm nay đây là một cái phần rất là vinh dự của em. Bởi vì em theo em biết thì chương trình này được bị đớt hay gì vậy? Không, anh Vũ nói như vậy người ta mới tưởng là mình ở bên nước ngoài. Mẹ về đừng có chen vào lời chị, đừng có chen vào lời chị. Anh nghĩ là chúng ta nên khoan hẳn nói Trượt ạ. Tại vì nói nhiều quá nó bị lộ ra những cái bên trong. Đúng rồi, và bị cắt nữa đó. Nhưng bên đây mỗi đội là luôn luôn có những cái phong cách khác nhau. Ví dụ Trượt là mỏng manh yếu đuối chẳng hạn, thì phải có một cái cột là Nguyễn yếu Vũ, hơn như đó. Tùng như Bách. Như Tùng như Bách. Nào, nói một câu nghe hổ báo lên nè. Lời đầu tiên, nhưng anh Vũ xin gửi lời chúc sức khỏe đến các khán giả coi đài cũng như là tất cả các bạn khán giả của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu cái tương lai của đội này như thế nào rồi đó. Thôi bây giờ để cho cái chàng trai mà lịch lãm nhất, bình tĩnh nhất, điềm đạm nhất. Lời nói đầu tiên xin phép cho Dương Hiếu Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả các vị khán giả đang xem đài, và cũng như là tất cả các bạn cùng chơi, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi ra hát bài luôn. Hay quá. Ra hát bài luôn chứ còn nữa. Để người ta hát. Xin lỗi đã muộn màng, điều đó có làm em thôi giận lòng. Đúng hay sai thì vẫn kết thúc, mình cũng đã chia tay nhau rồi. Ngày em bước về một người. Hay lắm. Ngày đó ta. Hay lắm. Ngày đó ta có những điều khó nói chứ không thể nào hát ra được. Vâng, lời rồi mình bây giờ đặt tên gì anh Nghĩa? Đặt tên theo tên anh đúng đi rồi, ha. Anh cứ suy nghĩ một cái suy nghĩ chín chắn thì tại vì đúng đúng tại giờ vì theo cái body của em đi. Tên nào cho nó hoành tráng rồi nó tròn chị. Đói, mập. Mập. Không, tạm biệt. Trực càng và chúng ta hãy cùng nhau đến với một đội chơi có sự đối lập hoàn toàn lại so với đôi mập, đó chính là đội Không dám nói. Bởi cái vậy gì mình đã đối lập chúng bởi nào? Vậy mới nói là tính nó là đối lập lại, tưởng nó ốm mấy gì nhìn vô hòa xong cái là không có cái tự ốm luôn. Ủa anh sao vậy? Em này là phốt phát đó. Trời ơi. Phốt phát. Quý vị thân mến ơi, đội bên này của chúng ta có một người đàn ông với một ngoại hình dễ thương, duyên dáng, giọng ca thì năm tháng thì mãi mãi trường tôn. Đó chính là anh Bằng Cương. Và xin mời anh Bằng Cương gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán giả. Xin chào Mixu. Chào Bằng Cương, xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn trong đội chơi. Và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Và xin được chúc cho tất cả quý vị có những giây phút thư giãn thật vui khi mà đón xem chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao của Bằng Cương và tất cả những người chơi nhá. Nó giống chào ao quá. Anh nói là mình sẽ có những giây phút thoải mái, nhưng ảnh là người căng nhất. Anh căng quá. Anh ơi, mình thoải mái đó. Điềm đạm mà. Có nghĩa là mọi người thì được thoải mái, còn mình chỉ phải căng. Dạ. Đúng rồi. Mình căng để mình bảo vệ nhóm mình đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng, còn Ngọc Hoa ơi. À, dạ, chào mấy cô, mấy chú. Ở chỗ nào? Quên, đó là chú không ạ? Nãy em nghĩ nó lộn nhìn. Dạ, chào mấy chú. Con là Ngọc Hoa, con là diễn viên. Hôm nay con rất vui khi được tham gia cùng mấy chú. Mấy chú nương tay với con nha. Con mấy tuổi rồi? Con hả? Con mười mấy tuổi thôi. Mười mấy là mười mấy? 12 rồi. Về con ơi. Chương trình 15 cho lên. Nhưng mà chú thì cho con chơi. Chú cho con chơi, nhưng mà chú mình tụi cho con chơi. Cho con chơi. Con nói thiệt tuổi con đi, con nhiêu? Ra là con ba mấy lận. Trời con nói thách quá đáng luôn con. Con ba mấy lận. Gặp con không dám trả giá luôn, trả giá cỡ nào cũng dính. Nay con cưa sừng làm nghe. Vậy hả? Mấy chú đừng tắt con. Đó, mà cái áo như cái đồ người ta phản quang vậy đó. Bởi, để nổi bật hả con hả? Con muốn nổi bật. Đúng, mình đẹp mình có quyền. Con có quyền. Mình mập mình có quyền. Con không có.
Và bây giờ để là người đàn ông mặc áo đỏ, người ta màu đỏ mang lại may mắn nữa, nói chuyện nè. Sao rồi Lê ha? Xin chào tất cả quý vị các bạn đang xem chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Hôm nay Quỳnh rất là vui khi được mời đến chương trình. Rất là vui khi được gặp đội bạn, mà thấy đội bạn cũng khá là cộm cán nè. Hôm nay chắc chắn là sẽ là rất là cam go đây. Dạ hả? Em quyết định sẽ bảo vệ đội em tới cùng, dù sóng gió như thế nào chăng nữa. Hay lắm, hay lắm. Nhưng lỡ nó thua thì sao? Thì thôi. Sao vậy? Vậy đội mình mang tên Thì Thôi nhá. Dạ đội Thì Thôi. Dạ thôi. Không anh. Ý nghĩa quá hả? Quý vị và các bạn thân mến, hai đội chơi với hai tên gọi hoàn toàn ý nghĩa và hợp lý đối với từng nhân vật trong mỗi đội chơi. Bên đây là đội mập, nhưng nói mập thì nó khi là nói đâm thẳng vào trong con tim của mình thôi, đội múp vậy. Dạ vâng, đội múp và đội Thì Thôi. Vâng. Múp thì thôi. Vâng. Nếu là có múp thì thôi vậy. Chứ đúng vậy. Sao được đúng không à? Và bây giờ sẽ là vòng trận đấu đầu tiên. Xin mời. Đây là vòng tranh đấu thứ nhất mang tên là bánh rán di động. À, bánh rán. Khi nhắc tới bánh rán chúng ta nhớ đến nhân vật gì? Con Doraemon. Hình tròn. Nhân vật hình tròn gì? Doraemon. Đúng rồi. Em lỗ tay. 3 giây sau mà mới bắt kịp tâm lý. Thiệt luôn á. Dạ, luật chơi rất đơn giản như sau. Chúng ta sẽ phải sử dụng toàn thân của mình. Dạ. Để làm gì? Chứa đựng những cái phao này. Chứa đựng tại sao? Tại sao nói chứa đựng? Tại vì ở trên có thể chồng vô được. Trời ơi, sao nó vừa đừng. Sao nó vừa em đó. Và chúng ta sẽ di chuyển, thấy không? Chúng ta di chuyển zigzag qua bên vị trí bên này. Yeah. Sau đó chúng ta sẽ tuột nhẹ nó ra, hiểu không? Xong rồi chúng ta sẽ sử dụng lực của mình để móc cái phao này vào. Tôi trong cái cột quy định của chương trình được cái trò này. Yeah. Và cứ mỗi cặp thi đấu đối kháng, nếu như bạn nào về đích trong vòng 1 phút có nhiều cái phao nhất, yeah, thì sẽ được 20 điểm trong cái lượt thi đấu đó. Mời hai đội lựa chọn thành viên đầu tiên ra thi đấu. Dạ, đội em lựa chọn người chững chạc nhất, anh Thì Nghĩa. Bên kia là ai ạ? À? Anh Văn Cường. Anh cử người chững chạc trong nhóm ra. Đúng. Hai người đàn ông điềm đạm, mời. Và bây giờ 1 phút dành cho Dương Nghĩa và anh Bằng Cường. Bắt đầu. Cường Nhanh lên, hay quá anh ơi. Còn 19 giây, nhanh lên. Cao quá. Anh Nghĩa như gì? Nghĩa đi lại tiếng tắt. Anh Nghĩa. Với cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hai người đàn ông điềm đạm, chững chạc và trưởng thành, số điểm của hai bạn như sau. Dạ, anh Văn Cường đã mang về 7 cái phao. Còn Dương Hiếu Nghĩa đã mang về 8 cái phao. Cho nên là 20 điểm thuộc về đội của Dương Hiếu Nghĩa. Chúc mừng. Bây giờ lượt 2 nè, xin mời. Em chơi Quỳnh Lý. Lên em. Và Thanh Trực. Trước khi chơi em có vài lời muốn nhắn gửi đến cho người bạn thân của em. Nếu Quỳnh thắng, trả gấp đôi tiền nhà Quỳnh nhé. Và bây giờ thời gian 1 phút bắt đầu. Hay lắm. Trực ơi, trời ơi. Cố lên. Nhanh lên Quỳnh, hay quá Quỳnh ơi. Có đừng té. Bỏ 3 cái cũng được luôn. Không được. Hay quá. Nói chung
là nhìn vào hai cái cột này tôi biết được đội nào có 20 điểm nữa rồi. Chúc mừng cho Quỳnh Lý mang 12 điểm cho đội của mình. Yeah. Không nha, khoan khoan, mọi người phải thật sự bình tĩnh nha. Lượt này mới quan trọng nè. Lượt thi đấu của Ngọc Hoa và Nguyễn Đình Vũ. Vâng, và bây giờ một phút dành cho hai bạn nhỏ. Một phút bắt đầu. Bắt đầu lên, nhanh lên. Trời ơi, tẻ quá ơi. Ba cái thôi. Vũ ơi, mình từ từ thế Vũ. Đúng rồi, Hoa ơi. Hoa ơi, Vũ ơi, nên ném vô không được đâu. Dạ, dạ, dạ. Hai cái đi, hai cái đi. Hai cái đi, hai cái đi. Chạy, chạy, chạy. Đi, cái rồi ơi. Lấy luôn, lấy bao bạc đi. Chạy, chạy, chạy. Cố lên. Đâu, chạy. Ai làm vậy? Nhà em ở đâu vậy? Trời ơi, đi đường. Quá mệt. Ê, em nghĩ là anh không mệt sao? Đi dính dắt. Qua đi dính dắt. 17 giây. 17 giây, lẹ lên, lẹ lên. Trời đất ơi. Thôi, từ từ thôi. Trời ơi, nhanh lên. Cố lên ba cái này luôn. Chủ ơi, một cái rồi. Cố lên em. Chủ ơi, một cái nữa thôi là về rồi. Hai cái đó là mình thắng rồi. Thắng. Thôi thắng luôn rồi. Hết giờ. Về luôn. Thôi bây giờ mình đến kết quả nha. Kết quả của em là được 4 cái, 5 cái. Còn kết quả của Nguyễn Đình Vũ cũng được 5 cái luôn. Hay quá. Trời ơi. Tặng luôn cho mỗi đội 20 điểm. Chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc vòng tranh đấu thứ nhất thì hai đội chơi đang khá ngang tài ngang sức. 40 điểm cho hai đội. Và bây giờ sẽ là vòng tranh đấu thứ hai. Xin mời. Quý vị thân mến, chúng ta đang có mặt tại vòng tranh đấu thứ hai mang tên ngọn nến vĩnh cửu. Đây là căn phòng có nến và hoa. Nếu em là lời ca thì anh sẽ là ca sĩ. Và một người ca sĩ chắc chắn cần phải có gì? Một làn hơi. Một làn hơi thật là mạnh mẽ. Và với sự mạnh mẽ này làm sao vượt qua thử thách của chương trình đây? Dạ rất đơn giản thôi. Mọi người có thể nhìn thấy. Vâng. Mỗi bàn 5 cây nến. Vâng. Chưa đốt nến. Đốt nó sẽ cháy. Làm sao để thổi? Đoán xem. Đoán xem, lùi lại vài bước nào. Một cây cột với sự hỗ trợ của một sợi dây thun mà mẹ mình hay luồn vào trong quần mỗi khi may. Vâng, tiếp tục. Nối liền sợi dây thun này sẽ có một tấm lưới mỏng. Và tấm lưới mỏng này làm gì? Nhiệm vụ của bạn đó chính là đội vào như cái sa rê. Sau đó chúng ta sẽ kéo căng người về phía trước và dùng hơi thở thổi đi, thổi đi. Làm sao thổi tắt hết 5 cái nến này nhanh hơn đội bạn là mình được 20 điểm. Yeah. Và đây là lượt đầu tiên. Xin mời hai người chơi hãy lộ diện. 1, 2, 3. Bắt đầu. No. Mà không dữ như con ninja rồi. Không phải. Đây là hình tượng. Đây là hình tượng mà Minh Sù nghĩ rằng Vũ nên hướng tới trong tương lai. Rùa biển. Rất là ốm nha. Rất ốm à. Mặt rất ốm luôn á Vũ. Rồi đem thử biểu diễn một đoạn coi. Em sẽ không ở nơi này. Có đẹp không vậy anh? Xấu quá. 2, 3, bắt đầu. Không dùng tay, không dùng tay. Không dùng tay, không dùng tay. Không dùng tay. Bỏ tay xuống anh, bỏ tay xuống anh. Trời ơi. Kéo giãn ra Vũ, kéo giãn ra. Thổi đi. Thổi mạnh lên, mạnh mẽ lên. Thổi đi, thổi đi. Em mỏi mặt quá, em chưa dùng thổi. Ngủ quá. Rất là dễ thương. Mặt như rùa biển. Đi ăn trộm, phải thổi tắt đèn này để cái đèn tắt đi rồi mới lấy cái gì lấy. Nhưng mà bên đây thổi mãi mà không được cây nào hết. Chúc mừng anh Bằng Cường đã mang về cho mình được 20 điểm nữa. Sao anh? Chưa bao giờ có một cái hình tượng nó đẹp như thế. Mặt em bự nhất. Cứ mà em kéo, nó kéo cái mặt em ra vậy nè. Thôi. Em cái miệng em đâu còn có thế em thổi nữa. Bởi vậy cái này là thử thách mà. Thôi về chỗ để nhờ đồng đội của mình ra đây lấy 20 điểm nào. Xin mời người thứ hai. Mọi người hãy cùng nhau đón xem cặp thi đấu thứ hai. 2, 3, lộ diện. Mọi người có nghe tiếng gì không? Tiếng tan nát của những con tim ở ngoài kia. Mà bây giờ lượt chơi 3, 2, 1, bắt đầu. Hỏi đi em, hỏi đi. Hỏi đi. Hỏi đi. Dí sát vào. Dí sát vào. Rồi sao không? Hỏi đi. Cố lên. Cần nữa đúng rồi. Đúng rồi, hỏi đi. Mạnh lên. Đúng rồi. Mạnh lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi.
thật rồi. Và phần thắng ngày hôm nay nghiêng về biết mà. Biết thiệt ơi. Đi về, đi về, đi về. Lấy lại 2 điểm, lấy lại 20 điểm. I love you all. Ok, ok, ok. Trong đây có một thành viên đang rất là uất ức, muốn trả thù lại cái bạn bên kia hồi nãy. Yeah. Và thế là anh nhường ạ. Ra đi em. Ra đi em. Bắt tù luôn. Quỳnh Lý, xin mời bạn vào bên đây. Ok, em chấp nhận lời thách thức. Anh tin em. Anh tin em. Cố lên. Anh tin em. Vâng, em tin hai người. Hai người là hai người bạn tốt nhất của cuộc đời em. Ờ, hình như là em là anh em sinh đôi của Trực đúng không? Dạ, em là anh em sinh đôi của Trực đây ạ. Em tên là gì? Tuyến hả? Dạ, Trúc. Bình thường thằng kia là Thanh Trực, còn bây giờ là con bé Thanh Trúc. Bé Thanh Trúc anh. Bạn này không phải Quỳnh Lý đâu. Tí nữa bé này tên Quỳnh Liên. Quỳnh Liên. Em sinh đôi Quỳnh. Anh tên gì? Quốc Minh. Rồi tên kia là gì? Quế Mai. Mà bây giờ đó là phần thi đấu cuối cùng, để xem ai là người lấy được 20 điểm đây. Xin mời 3, 2, 1 thổi nến. Bắt đầu. Thôi lên Trực ơi. Đúng rồi. Mạnh lên, mạnh lên, 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 lên. Yeah. Bằng nhau. Khỏi cần thắng rồi, khỏi cần chặt lại. Em thắng rồi. Nào, hãy thể hiện đúng cái tên trong ngành của mình nào. 2, 3, Quỳnh Liên. Trời ơi. Nào, Thanh Trúc. Rồi còn Quế Mai. Quế Mai. Còn Quế Mai thì sao nào? Quế Mai. Chúc mừng 20 điểm. Và 20 điểm cuối cùng thuộc về đội Múp chúng mừng. Yeah. Điểm số hiện nay đang chênh lệch không quá cao, 60 là điểm của đội thì thôi. Thì thôi. Tạm thời hơn có 20 điểm thôi, 80 là điểm của đội Múp chúng mừng. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi về đích trong vòng thi đấu cuối cùng được mang tên chinh phục đỉnh cao. Xin mời. Mời tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng cuối cùng mang tên là chinh phục đỉnh cao. Luật chơi của chúng ta rất đơn giản thôi. Mỗi đội sẽ lựa chọn một người đắt giá nhất để lên đây chinh phục đỉnh cao của chương trình. Và bên đây cũng như vậy. Sao Ngọc Hoa? Nay này nhà chị chưa đầy. Ba đồ quỷ. Mời hai bạn quảnh tù xì để lựa chọn gói câu hỏi. Quảnh tù xì. Thắng được quyền quyết định. Em chọn gói 1 hay gói 2? 1. Em nghe lời, 1. Thường mấy người chọn 1 hay thua? Ngọc Hoa sẽ được quyền trả lời câu hỏi của mình trước. Thủy điện Trị An được xây dựng trên dòng sông nào? Sông Hằng đúng không? Câu hỏi cuối cùng là trả lời. Hết thời gian. Và kết quả của chương trình đó chính là sông Đồng Nai. Thì chị tắm mà cái sông nó đầy mà chị quên. Trời ơi. Chị tắm thì chị té xuống dưới vậy chị? Không phải, chị nổi trên nó đó. Chị nổi. Câu hỏi đầu tiên dành cho Vũ như sau. Trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên diễn ra tại Việt Nam, ông Kim Jong-un đến Việt Nam bằng phương tiện gì? Ông đi bằng máy bay. Sai. Phải sai. 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 Vẫn còn thời gian. Tàu thủy. Tàu thủy là câu trả lời chưa chính xác. Xe lửa hả? Đúng rồi, xe lửa. Xe lửa chúng ta. Câu hỏi số 2 dành cho em như sau, liên quan tới xe lửa. Trời ơi, nhà chị đi đầy luôn. Tàu hỏa và xe đạp. Gì? Cái nào có trước? Tàu hỏa. Chính xác, chúc mừng. Bước đi. Mấy này chị cũng muốn bước lắm á. Anh ơi, chết em rồi. Thấy chưa? Không sao, mấy con này nhà chị ăn đầy. Mấy con này. Mấy con này ăn hoài á mà. Nhà chị ăn hoài. Ê. Mấy con này nhà chị ăn hoài. Ăn hoài luôn. 10 điểm dành cho em. Kết quả là tàu hỏa, vì tàu hỏa phát minh năm 1814, còn xe đạp được phát minh vào năm 1816. Nhột quá anh, lẹ đi, nhột quá. Câu hỏi của em như sau. Thứ gì không có miệng mà lại biết hú, không có chân mà lại biết đi, không có cánh mà lại bay khắp nơi, đó là gì? Đó chính là tàu hỏa. Tàu hỏa chưa đúng, nó phải có bánh xe chứ. Là gió. Châu. Câu hỏi của em như sau. Đom đóm chiếu sáng trong đêm để làm gì? Để tìm bạn tình. Đáp án chính xác, chúc mừng. Ủa đúng rồi. Đúng rồi. Nhột quá, đi ra, nhột quá. Nhảy qua rồi. Tiếp tục. Câu hỏi của Vũ như sau. Nguyên tố hóa học nào có nhiều nhất trong vỏ trái đất? CO2. Sai. Tần khí quyển. Khí oxy. Ôi, cũng nhắc vậy nữa. Em lộn á. Lộn quá gì?
Câu hỏi tiếp theo dành cho Ngọc Hoa như sau. Sinh ra từ nước mà sợ nước, vừa chạm nước thì đã biến mất tâm là thứ gì? Nước đá. Nước đá. Đá, nước đá. Chính xác, đúng không? Giỏi quá. Bước lên, hết rồi, bước này chắc rồi. Đá, cái này đá, cái này đá. Mạnh lên, mạnh lên. Đá. Đúng rồi, câu trả lời chính xác là nước đá. Nhưng cũng có thể có thêm một câu trả lời khác là muối. Sinh ra từ nước biển. Em biết rồi, muối sinh ra từ nước. Nước biển, nước biển, nước biển. Câu hỏi của Vũ như sau. Một hình chữ nhật có bốn góc, bốn cạnh. Vậy sau khi cắt làm đôi, nó còn mấy góc, mấy cạnh? Bốn góc, bốn cạnh. Sau khi cắt làm đôi, nó còn bốn góc, bốn cạnh. Chính xác, chúc mừng em. Mày bước lên trước một bước. Trời ơi, Vũ ơi, con lương luôn á, Vũ ơi. Nhẹ nhẹ thôi, chừng đạp. Câu hỏi của em như sau. Trong thần thoại Hy Lạp, Apollo là vị thần nào? Vị thần trí tuệ đó. Chưa chính xác. Mời bạn lùi về sau một bước. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là thần mặt trời. Câu hỏi của Vũ như sau. Có bao nhiêu tháng trong một thập kỷ? 12 nhưng 120 tháng. Dạ 120 tháng ạ. Chúc mừng em, bước lên phía trước một bước. Vũ ơi, Vũ ơi. Có cái gì lãnh quá vậy? Vũ ơi. Câu hỏi của Hoa như sau. Kiến thức mà học được ở trường càng nhiều thì thứ gì sẽ càng ít đi? Bài học á. Bài học càng ngày càng ít đi. Đúng. Không. Đúng rồi. Sai. Cái thứ mà mình không biết nó sẽ ít đi. Và mình sẽ biết nhiều hơn những cái khác. Hay gọi là hiểu bản năng đấy. Dạ. Yeah. Vì mình sẽ bổ sung được nhiều kiến thức mới. Rồi rồi rồi, chị về với con lương rồi. Rồi chị về với con lương. Rồi 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 rồi. Câu hỏi của Vũ như sau. Trong trường hợp nào thì số 0 lớn hơn 2 và số 2 lớn hơn 5? Trường hợp sai. Không, khoan, không phải, từ 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 từ. Có tính toán lớn đó. Hơn 2, câu 2 đố, lớn hơn 5. Câu đố. Không câu đố lớn đó. Hơn. Lớn 2, hơn 1, 2, 1 2, hết giờ. Đó chính, là khi, lùi đi. Đó chính là khi mà chúng ta chơi quảnh tù si không lớn hơn hai. Câu hỏi của Hoa như sau. Xương dài nhất của người là xương gì? Cẳng chân. Hết nè, thời gian. Xương cẳng chân à. Chính xác hơn đó là xương đùi. Mời bạn lùi về sau một bước. Câu hỏi tiếp theo dành cho Vũ như sau. Năm 2022, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup sẽ được tổ chức tại quốc gia nào? Mỹ. Mỹ là một đáp án chưa chính xác. Mời bạn lùi về sau một bước. Đó chính là Qatar. Qatar. À đúng rồi. Là Qatar. Câu hỏi tiếp theo dành cho Hoa như sau. Thứ gì chúng ta luôn trông thấy nhưng mãi mãi không bao giờ tới được? Chân trời. Chính xác. Mời bạn lên phía trước một bước. Trời. Lên với ương đi. Lên với ương. Câu hỏi của Vũ như sau. Ghế gì mà khiến cho người ngồi thấy sảng khoái nhất? Khoái ghế. Ghế massage. Chính xác. Chúc mừng. Câu hỏi của Hoa như sau. Họa sĩ nổi tiếng Picasso là người nước nào? Ý đúng không? Ý. Picasso là họa sĩ nổi tiếng ở nước Tây Ban Nha. Trời đất ơi. Câu hỏi tiếp theo của em như sau. Nhạc sĩ nào gắn liền với 9 bản giao hưởng nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới? Thôi, Beethoven. Học nhạc mà không biết thì thôi. Beethoven. Chính xác, chúc mừng. Đây nè, câu này hài nè. Việc gì nhất định phải có hai tay mới làm được? Lái xe. Việc gì có hai lái xe. Không, hai tay lái xe, lái một tay được. Lái một tay vẫn được. Đó chính là bắt tay. Cảm ơn em, chúc mừng em. Câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho em như sau. Sản phẩm gì mà ngày sản xuất trùng với hạn sử dụng? Trùng gì với hạn sử dụng. Con người phải không? Đồ ăn nhanh. Không. Thức phải. Ăn nhanh. Thức ăn nhanh vẫn có thể để qua ngày hôm sau. Đó chính là báo đê, báo đê. Hay quá, câu này hay quá. Có thể nói là trải qua 10 câu hỏi với mỗi người chơi ngày hôm nay ở đây, họ đã vượt qua rất là xuất sắc. Và điểm số hiện tại với việc trả lời hoàn toàn chính xác những câu hỏi của mình, 100 điểm là điểm của đội Thì Thôi. Yeah. 120 điểm là điểm của đội Múp. Và đặc biệt hơn hết là cuối cùng thì Ngọc Hoa đang đứng ở vị trí xuất phát, còn Vũ đang đứng ở vị trí số 10 điểm. Khi bạn đứng ở vị trí nào sau khi trải qua 10 câu hỏi thì chúng tôi sẽ cộng thêm số điểm đó. Chúc mừng cho đội của bạn có thêm 10 điểm nữa. Yeah. 130 điểm là đội chơi chiến thắng ngày hôm nay. Yeah. Chị ơi, chị ơi. Sao? Mấy cái trò này chị nhà chơi đầy mà. Chơi mấy đứa nhỏ. Vậy hả? Chị chúc mừng cho đội của chị đã có 9 triệu đồng nha. Và đặc biệt hơn hết là đội xuất sắc ngày hôm nay 12 triệu đồng sẽ được chúc mừng cho đội Mức. Yeah. Và đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình 19:15 ngày thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình đã phát hành truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Minh Xuân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Yeah. Go, 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 go.
Dạ. Hôm nay tông xịt tông mấy ha. Cái người đẹp hay có sức hút nhau lắm anh. Ôi dạ, dạ hả? Sức hút nhau. Ôi hàng chi anh dính quá nè. Hai đội chơi ngày hôm nay rất là đặc biệt. Đây là số duy nhất của chương trình mà có sự xuất hiện của hai đội. Mỗi đội chỉ có hai thành viên mà thôi. Bởi vì Minh Xù nghĩ rằng là hai nhân vật này là những nhân vật rất là đủ sức khỏe. Ý là anh Thiện là trí tuệ còn em là sức khỏe hả? Không. Tất cả là Thiện hết.